bên này chị nhà hết rồi. Là xong ở đây. Bên này ở trong này tôi nhặt không có cái nhà đấy. Nhà đi ăn hay đi bán đấy, đi bán thôi. Về nhà ăn ít. Cái ốc này chị đi bán cần bao nhiêu tiền đấy chị? Chắc 50 thôi. Vì có phần bé mình lộn ra ấy. Vâng. Qua sang đục, nước đục rồi đấy. Cái này nó như kiểu nước ố. Nó tập tập một chút như vậy. Chỗ nào có gì đấy. Đấy. Thank you.
to thì nó Thank you.
5.000 cân ạ. Vâng,
Thank you.